Các khu vực cảng tại Quảng Ninh là điểm đến quen thuộc của tàu hàng, tàu khách quốc tế có chiều dài từ 200 đến 300 mét và trọng tải lớn nhờ lợi thế cảng nước sâu. Để tiếp cận tàu, bất kể ngày đêm, thời tiết, Hoa Tiêu phải sử dụng kết hợp các loại thang khác nhau. Công việc của Hoa Tiêu là cố vấn và dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, truyền tải an toàn, thuận lợi. Trung bình mỗi tháng có từ 600 đến 800 lượt tàu cỡ lớn ra vào các cảng tại Quảng Ninh. Từ tháng 9 vừa qua, hãng tàu container lớn nhất thế giới Marsline Line đã mở lại tuyến đến cảng Cái Lân. Đây cũng là tín hiệu vui cho phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển của Quảng Ninh, trong đó có hoa tiêu hàng hải. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, lượng hàng hóa qua cảng Quảng Ninh năm 2020 vẫn đạt kỷ lục với 110 triệu tấn, đóng góp lớn vào hoạt động xuất nhập khẩu. Mục tiêu năm 2021 cũng tương đương. Quảng Ninh cũng đang ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng, dịch vụ cảng biển, kết nối giao thông với mục tiêu hình thành hệ thống cảng đầu mối trung tâm logistics trong nước và quốc tế